Xin kính chào quý vị khán giả. Quý vị đang đến với điểm tin 24 giờ của Tam Đa Media, bản tin được phát sóng vào lúc 20 giờ hàng ngày. Thưa quý vị, thuế bao trà sẽ tăng đối với người kinh doanh cá thể Observer. Thông tin chi tiết hơn sẽ có trong điểm tin ngày hôm nay. Mời quý vị cùng theo dõi. Tranh luận về thay đổi thuế DBH đối với đồ uống trong nhà hàng. Triều Tiên bắn pháo về phía đảo Tiền Tiêu, Hàn Quốc sơ tán khẩn. Đêm nhạc chào xuân 2024 của câu lạc bộ Sơn Ca Praha. Thưa quý vị, theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Séc, chính phủ sẽ thực hiện một số thay đổi trong gói thắt lưng buộc bụng sớm nhất là vào năm tới, sau khi đánh giá các tác động của các biện pháp được áp dụng từ tháng 1 năm nay. Đến cuối năm ngoái, đồ uống phục vụ tại nhà hàng được áp dụng mức thuế giá trị gia tăng DPH thấp tương tự như đồ ăn do cùng thuộc lĩnh vực dịch vụ ăn uống. Theo luật mới, mức thuế sẽ tăng lên 21%, ngoại lệ là nước sạch. Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Zbigniew Stanjura thừa nhận rằng, mức thuế DPH đối với đồ uống không cồn đã được đưa ra thảo luận trong quá trình đàm phán gói hợp nhất và ông không loại trừ việc điều chỉnh một số tiêu chuẩn trong đó. Tuy nhiên, những thay đổi sẽ được nhìn thấy sớm nhất là vào đầu năm sau khi họ đánh giá vào năm 2024. Quan điểm từ lâu của đảng ODS là chỉ áp dụng một mức thuế DPH nhưng họ không có đa số ủng hộ. Chủ tịch câu lạc bộ Ano Alena Shilarova coi giải pháp hiện tại là không phù hợp. Trong khi nước máy trong nhà hàng là 12%, thì nếu có thêm chanh trong đó mức thuế là 21%. Theo gói hợp nhất, đồ uống hiện ở mức thuế DPH là 21% ở bất kỳ nơi nào chúng được bán và tiêu thụ. Vì vậy, các nhà hàng quán ăn hiện nay đều có thuế DPH như nhau. Chính phủ trước đây cũng đưa bia tươi vào dịch vụ ăn uống, tức là ở mức thuế thấp hơn, nhưng gói hợp nhất đã tăng thuế suất đối với bia tươi giống như đối với đồ uống không cồn lên 21%. Trong năm nay, những người kinh doanh và những người kinh doanh cá thể sẽ nhận thấy những thay đổi liên quan đến thuế bao trà. Đối với những người có thu nhập thấp, khoản thuế hàng tháng này sẽ tăng lên đáng kể. Những người quan tâm đến thuế bao trà sẽ chỉ có thời gian đăng ký đến ngày 10 tháng 1 năm nay. Vào đầu năm, những người kinh doanh cá thể Observer có thể có quyền lựa chọn sử dụng thuế bao trà hay không. Việc sử dụng thuế này có thể giúp người kinh doanh không còn phải lo lắng về việc điền báo cáo khai thuế hàng năm nữa. Tuy nhiên, năm nay người dân sẽ phải trả thêm tiền cho thuế bao trà, đặc biệt là những người có thu nhập dưới 1 triệu koron. Tiền thuế bao trà hàng tháng tăng lên 7.498 koron. Những người Observer có thu nhập từ 1 đến 1,5 triệu koron, thuế bao trà sẽ tăng lên 16.745 koron. Và người có thu nhập từ 1,5 đến 2 triệu koron, thuế bao trà sẽ tăng lên 27.139 koron. Thuế bao trà phải nộp vào ngày 20 hàng tháng. Người tham gia phải trả khoản tiền đặt cọc đầu tiên trước ngày 20 tháng 1. Họ có thể nộp đơn xin thuế bao trà trước ngày 10 tháng 1 năm nay. Các khoản thanh toán hàng tháng cao hơn có thể khiến một số người kinh doanh và kinh doanh cá thể Observer không tiếp tục sử dụng thuế bao trà. Khi bắt đầu áp dụng thuế bao trà vào năm 2021, 60.000 người kinh doanh cá thể đã đăng ký sử dụng. Một năm sau, số lượng người sử dụng đã tăng lên 80.000 người. 3 năm sau khi triển khai, gần 100.000 người kinh doanh cá thể đã đăng ký thuế bao trà. Kể từ đầu năm nay, các công ty bảo hiểm y tế đã mở rộng phạm vi chi trả bảo hiểm cho nhiều loại vaccine không bắt buộc hơn. Ví dụ như tiêm vaccine ngừa viêm màng não mô cầu B hay vaccine HPV sẽ được công ty bảo hiểm chi trả cho nhiều nhóm trẻ em hơn. Trước đây, việc chủng ngừa viêm màng não mô cầu chỉ dành cho những trẻ em 14 tuổi. Hiện tại, công ty bảo hiểm sẽ chi trả cho thanh thiếu niên từ 14 đến 16 tuổi. Viêm màng não mô cầu là một bệnh truyền nhiễm cấp tính qua đường hô hấp và có tỷ lệ tử vong tại Séc là khoảng 10%. Các công ty bảo hiểm cũng sẽ chi trả cho việc chủng ngừa virus HPV, loại virus gây ung thư cổ tử cung, cho trẻ em từ 11 đến 15 tuổi, trong khi trước đây chỉ dành cho trẻ em từ 13 đến 14 tuổi. Ung thư cổ tử cung là bệnh ung thư duy nhất có thể phòng ngừa bằng việc tiêm chủng. Thưa quý vị, vào cuối tuần đầu tiên của tháng 1, thời tiết tại Séc sẽ có nhiều sự thay đổi đáng kể. Nhiệt độ sẽ bắt đầu giảm mạnh xuống tới âm 20 độ C, kèm theo đó là tuyết rơi. Những biến động nhiệt độ lớn và lặp đi lặp lại có thể gây ra nhiều vấn đề đối với nhiều người. Từ việc thời tiết ấm lên 10 độ C cùng với mưa và sương giá, nhiệt độ lạnh xuống âm độ có thể gây ra nhiều vấn đề đối với cơ thể con người, khiến họ trở nên mệt mỏi, dễ mắc bệnh, đặc biệt là ở trẻ em. Biến động nhiệt độ có thể gây ra nhiều vấn đề khác, chẳng hạn như động vật trong vườn bách thú phải được chú ý nhiều hơn, chúng không thể ra ngoài do thời tiết lạnh.
Những người quản lý nước lại thường xuyên gặp sự cố đường ống dẫn nước dưới lòng đất do thời tiết nóng rồi lạnh đột ngột. Các con đường cũng bị ảnh hưởng bởi thời tiết thất thường khi nhiệt độ trên 0 độ C, nước tràn vào các chỗ nối, sau đó lại đóng băng vào ban đêm, khiến hình thành các vết nứt và ổ gà trên đường nhựa. Theo dự báo thời tiết, vào cuối tuần này trên toàn lãnh thổ Séc sẽ có tuyết rơi dày và sương giá, trên đường có thể hình thành băng đá và tuyết trôi giạt. Sang đầu tuần tới, nhiệt độ có thể giảm xuống âm 15 độ C và nhiệt độ thấp sẽ kéo dài đến hết tuần. Bạn đang tìm kiếm cơ hội việc làm mới? Tamda Foods liên tục tuyển dụng nhân viên lái xe, yêu cầu có bằng lái xe B, ưu tiên người có bằng C và bằng chuyên nghiệp. Chịu áp lực công việc tốt, môi trường làm việc hiện đại, phù hợp với người có nhu cầu làm việc lâu dài, ổn định, lương thưởng cao xứng đáng với năng lực. Bảo hiểm y tế, xã hội, công ty chi trả, đặc biệt ký hợp đồng với người có visa lao động tại Cộng hòa Séc. Thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ qua số Tamda Brno 774-298-866, Tamda Huskivice 771-205-101. Theo gã khổng lồ năng lượng Nga Gazprom, nước này có thể trở thành nhà sản xuất khí đốt tự nhiên hóa lỏng lớn thứ ba thế giới. Gazprom, công ty năng lượng nhà nước lớn nhất của Nga, dự kiến sản lượng khí siêu lạnh mà Nga cung cấp sẽ tăng đáng kể ở Mỹ, Qatar và Nga, trong khi Australia được dự đoán sẽ chứng kiến sản lượng LNG giảm tương đối. Về lâu dài, Trung Quốc, Ấn Độ và các nước Đông Nam Á sẽ là những quốc gia nhập khẩu chính, khiến nhu cầu LNG tăng lên trên toàn thế giới. Kết quả là Nga có thể trở thành một trong ba nhà sản xuất LNG lớn nhất thế giới. Theo Gazprom, khối lượng giao dịch LNG toàn cầu trong 3 quý đầu năm 2023 đã tăng 2%. Công ty này cũng cho biết châu Âu dự kiến sẽ giảm nhập khẩu LNG vì dự kiến mức tiêu thụ khí đốt của EU sẽ giảm do tiềm năng kinh tế và công nghiệp suy yếu. Bộ Quốc phòng Nga ngày 5 tháng 1 cho biết lực lượng nước này đã đẩy lùi 9 cuộc tấn công của quân đội Ukraine tại khu vực Donetsk và khiến gần 2.000 quân Ukraine thương vong. Cụ thể, hơn 1.990 binh sĩ của Ukraine thiệt mạng và bị thương, 4 xe tăng, 17 xe chiến đấu bọc thép, trong đó có 2 xe chiến đấu Bradley, 64 ô tô và 26 khẩu pháo dã chiến bị phá hủy. Trong khi đó, ở khu vực Kupiansk, phía đông Kharkov, Ukraine, lực lượng vũ trang Nga đã ngăn chặn 18 cuộc tấn công của quân đội Ukraine trong tuần qua. Cũng theo Bộ Quốc phòng Nga, kể từ khi bắt đầu chiến dịch quân sự tại Ukraine vào tháng 2, 2022, các lực lượng Nga đã loại bỏ hàng trăm máy bay chiến đấu, máy bay trực thăng, hàng chục nghìn máy bay không người lái, hàng trăm hệ thống phòng không, hàng nghìn xe tăng và các phương tiện bọc thép khác của Ukraine. Về phía Ukraine, ông Zelensky cho biết các ưu tiên của Ukraine trong năm 2024 bao gồm đánh vào thế mạnh của Nga ở bán đảo Crimea nhằm giảm số vụ tấn công vào Ukraine cũng như bảo vệ các thành phố trọng điểm ở mặt trận phía đông. Ngày 5 tháng 1, quân đội Hàn Quốc thông báo Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên khai hỏa hơn 200 quả đạn pháo dọc theo bờ Tây, buộc Hàn Quốc liên tiếp phát thông báo sơ tán khẩn đối với đảo Tiền Tiêu, Jangbyeong. Theo Yonhap, quân đội Hàn Quốc chỉ đạo sơ tán khẩn cấp đối với dân thường ở đảo Tiền Tiêu phía Tây là đảo Yeongbyeong, trong lúc quân đội Triều Tiên có động thái khiêu khích về quân sự. Cũng theo Yonhap, quân đội Hàn Quốc sau đó thông báo Triều Tiên đã bắn hơn 200 quả đạn pháo từ bờ Tây của nước này về hướng hòn đảo. Hiện không có thông tin thương vong lẫn thiệt hại đối với phía Hàn Quốc vì loạt pháo kích rơi phía vùng biển phía Bắc của đường giới hạn phía Bắc NLL, giới tuyến trên biển giữa hai miền Triều Tiên. Vào ngày 23 tháng 11 năm 2010, quân đội Triều Tiên đã nã pháo vào đảo Yeongbyeong, khiến hai lính thủy đánh bộ Hàn Quốc cùng hai dân thường thiệt mạng. Vụ việc khi ấy đánh dấu cuộc đụng độ thuộc dạng nghiêm trọng nhất giữa hai nước kể từ cuộc chiến Triều Tiên từ năm 1950 đến 1953. Hôm qua mùng 5 tháng 1, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã đến Thổ Nhĩ Kỳ bắt đầu chuyến công du Trung Đông kéo dài khoảng một tuần. Đây là chuyến thăm Trung Đông thứ tư của ông Blinken kể từ khi cuộc xung đột giữa Israel và phong trào Hamas bùng phát vào tháng 10 năm ngoái. Trọng tâm chính trong chuyến thăm kéo dài đến ngày 10 tháng 1 của Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken là tìm cách tăng viện trợ cho giải Gaza, thúc đẩy các biện pháp giải quyết xung đột Hamas-Israel và một số vấn đề khác. Ông dự kiến có cuộc gặp với người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan và Tổng thống nước chủ nhà Recep Tayyip Erdogan để thảo luận về tình hình Gaza. Ngoài ra, hai bên cũng sẽ thương thảo về những bước cuối cùng để Ankara phê chuẩn Thụy Điển gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO. Sau Thổ Nhĩ Kỳ, người đứng đầu ngành ngoại giao Mỹ sẽ tới Hy Lạp để bàn về cuộc xung đột Nga-Ukraine và các vấn đề về an ninh hàng hải khu vực.
Tiếp đó, ông tới thăm 5 nước Ả Rập gồm Jordan, Qatar, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE, Saudi Arabia và Ai Cập trước khi đến Israel và Bờ Tây. Thưa quý vị, trận động đất có độ lớn 7,6 độ ngày 1 tháng 1 vừa qua, cùng hơn 200 dư chấn tiếp đó, đã gây thiệt hại lớn về cấu trúc đô thị tại tỉnh Ishikawa và nhiều khu vực lân cận ở miền trung Nhật Bản. Giới chức Wajima, một trong những khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất, tin rằng tại đây có khoảng 100 địa điểm người dân vẫn đang bị mắc kẹt. Tính đến sáng ngày 6 tháng 1, số người thiệt mạng do loạt trận động đất này đã tăng lên hơn 100 người, trong khi 211 người vẫn đang mất tích. Khoảng 23.800 hộ gia đình tại Ishikawa không có điện sinh hoạt, trong khi hơn 66.400 hộ gia đình không có nước để sử dụng. Việc mất điện, nước cũng ảnh hưởng đến các bệnh viện và cơ sở chăm sóc người già, người khuyết tật. Giới chức thành phố Wajima, một trong những khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất trong thảm họa này, tin rằng tại đây có khoảng 100 địa điểm nơi người dân vẫn đang bị mắc kẹt giữa các tòa nhà đổ nát và đang chờ được giải cứu. Hiện chưa có đánh giá tổng thể về mức độ thiệt hại sau loạt trận động đất, trong khi đó tình trạng đổ nát, nhiều tuyến đường bị cắt đứt và thời tiết xấu đã cản trở đáng kể các nỗ lực cứu hộ vốn đang chạy đua với thời gian. Cơ quan khí tượng Nhật Bản dự báo mưa lớn tại khu vực này sẽ kéo dài đến hết ngày 7 tháng 1 và sau đó sẽ có tuyết rơi. Giới chức địa phương vẫn đang gặp khó khăn trong việc cung cấp hàng cứu trợ do trận động đất làm hư hại đường xá ở Ishikawa, nơi vẫn có hơn 31.400 người phải tá túc tại 357 điểm trú ẩn. Chính quyền tỉnh Ishikawa đang có kế hoạch xây dựng nhà tạm cho những người dân bị ảnh hưởng. Chính phủ Anh đã đưa ra hơn 300 cảnh báo lũ lụt và thông báo tình trạng gián đoạn giao thông nghiêm trọng ở khu vực đông nam nước này. Ước tính tình trạng lũ lụt đã ảnh hưởng tới khoảng 1.000 ngôi nhà. Mưa lớn sau bão Hank đã gây lũ lụt trên diện rộng khiến hàng trăm ngôi nhà ngập nước và gây gián đoạn giao thông nghiêm trọng. Người dân phải sử dụng thuyền để di chuyển qua các đường phố của quận phía tây nam nước Anh. Liên tiếp các cơn bão trong những tuần gần đây khiến các dòng sông và đường thủy khắp nước Anh và xứ Wales tràn bờ. Theo đó, cơ quan môi trường Anh cho biết nước sông Trent đang ở mức cao nhất từng được ghi nhận trong 24 năm qua. Đặt hàng mát và hàng đông lạnh đơn giản hơn cùng Tamda Express. Bùng nổ ưu đãi dịp khai trương dịch vụ giao hàng mát, hàng đông lạnh tại Praha, Brno, Ustinad Labem và Teplice. Miễn phí vận chuyển áp dụng với đơn hàng từ 1.500 krun, chiết khấu lên tới 5% trên tổng giá trị đơn hàng. Thông tin chi tiết xin truy cập website tamdafoods.eu/khlazana. Tại buổi họp báo chính phủ thường kỳ, Trung tướng Tô Ân Sô, người phát ngôn của Bộ Công an đã thông tin về việc xử lý các vụ án trọng điểm năm 2023. Theo ông Tô Ân Sô, công cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực năm 2023 được coi là một trong những điểm sáng của cả hệ thống chính trị, trong đó công an là lực lượng chủ công. Các vụ cảnh tỉnh cả vùng như với thao túng thị trường chứng khoán là vụ FLC, thao túng trái phiếu là vụ Tân Hoàng Minh, thao túng ngân hàng là vụ SCB, thao túng chính sách là vụ đăng kiểm, liên quan đến tài nguyên khoáng sản là vụ khai thác cát An Giang. Qua các vụ này, những người nào có ý đồ tiếp tục thao túng sẽ cơ bản bị ngăn chặn hoặc chùn bước. Kế hoạch tấn công trấn áp tội phạm tập trung vào nhóm tội phạm có tổ chức, hoạt động tín dụng đen, cướp giật tài sản, các đường dây mua bán ma túy, đẩy mạnh đấu tranh tham nhũng, buôn lậu, gian lận thương mại. Đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm sẽ kéo dài đến giữa tháng 2 2024 để đảm bảo an toàn cho người dân trong dịp Tết Nguyên đán. Bé Diệu An 9 tuổi, bé đã theo học câu lạc bộ Sơn Ca Praha được 3 năm. Không chỉ được học hát những bài dân ca tiếng Việt mà An còn được học rất nhiều năng khiếu khác như học múa, học nhảy. Và ngày hôm nay, trong đêm nhạc chào xuân 2024, Diệu An cũng là một trong các bạn nhỏ trong top múa mở màn cho sự kiện đặc sắc này. Em học múa, học nhảy và hát mái đình làng biển, cô đôi thượng ngàn. Em đi thi ở Anh và sau đó là em biểu diễn 22 tháng 12 và Tết Cộng đồng. Cùng với các em nhỏ là các bậc phụ huynh người Việt ở Cộng hòa Séc và các nước trong khu vực cũng đã đến chung vui xuân mới cùng câu lạc bộ Sơn Ca Praha. Bởi tại câu lạc bộ này, không chỉ có con em người Việt tại Séc mà còn có cả các bạn nhỏ người Việt ở khắp các nước như Anh, Ba Lan, Đức, v.v. Với các bậc phụ huynh, câu lạc bộ Sơn Ca là nơi gìn giữ văn hóa Việt, tiếng Việt cho con em họ ngay trên nước bạn. Dạ, con tên là Thỏ. Năm nay con 8 tuổi, con sinh ra và lớn lên tại
Vương quốc Anh. Dạ, trước đây con không có quê hương là giọng con bị khàn khàn và chua. Có quê hương là quê hương dạy động tác lấy hơi. Lý do thứ nhất là tại vì cháu cũng rất là đam mê kiểu dòng âm nhạc Việt ấy. Chị là muốn con sinh ra và lớn lên ở nước ngoài, nhưng mà chị muốn hướng con là hướng về cội nguồn. Trước hết là chị cảm ơn câu lạc bộ Sơn Ca rất là nhiều. Mặc dù chị ở một đất nước là xa xôi, tới đây thì được biết cô Thu Hương, Trịnh Thu Hương, được biết câu lạc bộ Sơn Ca, thì chị cá nhân chị cảm thấy rất tuyệt vời. Và theo học nhạc thì cháu rất là thông minh, rất là tự tin đó, và rất là happy mỗi ngày. Chị rất là thích các con giữ được cái văn hóa của người Việt Nam, đó là cái vốn tiếng Việt. Chính vì thế nên là chị muốn các con theo học để giữ gìn cái văn hóa của người Việt Nam mình. Buôn bán ở trong đây thì là hầu như là người Việt Nam mình, thì là hầu như là các bố mẹ có con bắt đầu đang cái tuổi mà bắt đầu là đi học lớp 1 là chị đều động viên mọi người là lên cho con tham gia, và mọi người cũng đều hưởng ứng. Cũng từ câu lạc bộ Sơn Ca Praha, nhiều tài năng âm nhạc đã được ươm mầm. Trong nhiều năm qua, câu lạc bộ đã tham gia nhiều chương trình biểu diễn cho cộng đồng, các lễ hội văn hóa tại khắp các tỉnh thành trên toàn Cộng hòa Séc cũng như châu Âu và đạt nhiều giải cao. Em đã giải nhất cuộc thi Evistella. Em là vui vì em cô giải hát cho em và em hát hay hơn. Câu lạc bộ Sơn Ca thì đến nay thành lập đã 11 năm và có 4 lứa các cháu đã trưởng thành. Thì các cháu cũng đi du học ở các nước khác thì cũng vẫn là những hạt nhân trong phong trào văn hóa văn nghệ ở các nước mình học. Hương cũng rất mong muốn là câu lạc bộ Sơn Ca sẽ ngày càng chuyên nghiệp hơn và được đi biểu diễn ở khắp nơi trên châu Âu. Đó là một cái mong ước của không chỉ của Thu Hương và của tất cả các phụ huynh của câu lạc bộ Sơn Ca Praha. Tham dự đêm nhạc, đại diện Đại sứ quán Việt Nam, Trung ương Hội người Việt Nam tại Cộng hòa Séc đã đánh giá cao và ghi nhận những thành tích cũng như đóng góp của câu lạc bộ Sơn Ca Praha trong việc gìn giữ và phát huy tiếng Việt, văn hóa Việt qua lời ca tiếng hát, qua những giai điệu của âm nhạc dân tộc. Trong đêm diễn, các bạn nhỏ trong câu lạc bộ Sơn Ca đã mang đến nhiều ca khúc dân ca và hiện đại của Việt Nam dành tặng cho khán giả. Có được như ngày hôm nay, cô Trịnh Thu Hương đúng là một người ca sĩ, một người lái đò qua sông mà đã đưa bao nhiêu lớp học sinh của con em chúng ta đã trưởng thành. Đến bây giờ có nhiều em đã trở thành những nhân vật xuất sắc đóng góp cho xã hội tại Cộng hòa Séc cũng như là nâng tầm của cộng đồng người Việt Nam tại Cộng Séc. Thay mặt cho cộng đồng người Việt Nam tại Cộng Séc, chúng tôi xin ghi nhận công ơn và xin được cảm ơn sự bền bỉ, quyết tâm của cô giáo dìu dắt câu lạc bộ Sơn Ca có thể phát triển rộng rãi hơn nữa để cho cộng đồng chúng ta được hưởng thụ một lớp mầm non có trình độ, có điều kiện và tài năng và cũng như phát triển một cách toàn diện. Câu lạc bộ Sơn Ca Praha do vợ chồng nghệ sĩ Trịnh Thị Thu Hương thành lập từ năm 2012 nhằm kết nối các thế hệ sau của người Việt tại Cộng hòa Séc. Câu lạc bộ thiếu nhi Sơn Ca Praha đã giúp cho con em người Việt ở Cộng hòa Séc phát triển năng khiếu nghệ thuật, đồng thời tạo cho con em một sân chơi bổ ích trên quê hương thứ hai. Hướng dẫn cho các cháu hát thì cũng là hướng dẫn và dạy cho các cháu tiếng Việt. Bởi vì khi mình hát thì phải tròn vành rõ chữ và rõ tiếng Việt. Khi các cháu ở bên sinh ra ở bên này thì các có những cháu nói tiếng Việt rất là ngọng. Nhưng mà khi mà đã học hát ở câu lạc bộ Sơn Ca thì các cháu nói tiếng Việt sõi. Câu lạc bộ không những là nơi ươm mầm tài năng âm nhạc cho con em cộng đồng người Việt tại Cộng hòa Séc, mà còn là nơi các cháu được học tiếng Việt và các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc.
Những thông tin dự báo thời tiết vừa rồi cũng đã khép lại điểm tin 24 giờ của chúng tôi ngày hôm nay. Xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Còn bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại.